Ok. Như các bạn cũng thấy là hiện tại là mình đang share cái screen saver từ cái điện thoại Android của mình lên cái TV này. Thì như các bạn cũng biết là khi mà các bạn coi phim, các bạn coi đá banh, các bạn chơi game, các bạn có thể nhìn vô cái màn hình này, các bạn coi, các bạn chơi luôn và tay mình sẽ điều khiển ở đây chẳng hạn. Hoặc là các bạn coi phim, các bạn vẫn có thể coi trên cái TV. Và các bạn nên nhớ là cái thiết bị này nó truyền hình ảnh HD nha các bạn, Full HD nha. Nó Full HD qua luôn chứ không phải là nó truyền một cái hình ảnh gọi là chất lượng kém. Và đặc biệt là cái bộ này nó có cái bộ chip của nó nữa nên đâm ra là các bạn thấy hầu như nó không có cái độ trễ nào hết. Thứ nhất truyền hình ảnh HD, cái thứ hai không có độ trễ, hầu như rất là ít. Đó, và cái thứ ba là rất là dễ lắp đặt và sử dụng, cực kỳ đơn giản, chỉ cần cài off và connect là xong. Các bạn thấy không? Đây là một trong những thiết bị mà nó sẽ là một trong những cái mà các bạn sẽ sử dụng khá là nhiều và sau này các bạn sẽ có thể rất là tiện dụng khi mà các bạn đi làm việc hay là các bạn đi chơi, bởi vì chỉ cần một cái máy chiếu có hỗ trợ HDMI, một cái TV có hỗ trợ HDMI, các bạn biến cái TV thường thành một cái TV smartphone, smart TV luôn. Thì cái thiết bị này các bạn chỉ cần connect qua điện thoại hay qua máy vi tính là các bạn có thể trình chiếu phim đồ này nó rất là ok luôn, mà không cần phải dây dợ lằng nhằng gì hết các bạn đó. Nên đâm ra là mình hôm nay mình giới thiệu cái thiết bị này mình thấy rất là hay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rút nó ra và mình cho các bạn coi thực tế là cái thiết bị này nó như thế nào nha. Và đây đây chính là cái thiết bị mà mình muốn nói. Thì một bộ của nó bao gồm một cái chip này. Cái chip này thì nó đã tích hợp cái cổng HDMI và mình sẽ cắm cái găm cái cáp này vô HDMI các bạn ha. Và thiết bị này nó có một cái cổng micro để sử dụng vừa cấp nguồn và vừa cấp tín hiệu. Thì cái thiết bị này á, cái thiết bị này nó sẽ có bao gồm là cái gì, một cái modem wifi đây các bạn nha, để nó lấy tín hiệu wireless từ thiết bị của mình qua đây và nó truyền vô thiết bị này. Và đây là một cái cáp USB 5V để cho các bạn cấp nguồn cho cái cáp wifi và cái modem này để làm để có thể truyền tín hiệu qua cái thiết bị này và vô cái tivi của mình. Thì cái này thì hầu như tất cả những cái tivi bây giờ hỗ trợ HDMI nó đều có một cái cổng USB để cho các bạn có thể coi hình ảnh hoặc là video từ cái USB truyền qua TV. Thì các bạn sử dụng cái đầu đó để cấp nguồn, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái cục sạc điện thoại để các bạn cấp nguồn cho thằng này nha. Hai trường hợp để các bạn cấp nguồn và sau đó mình xài thôi, cực kỳ tiện lợi. Như cái TV của mình khá là cũ rồi, TV mình mua cũng phải 5 năm rồi, thì nó đã có sẵn cái cổng USB 5V rồi ha các bạn. Đó nên đâm ra là đây là một trong những cái thiết bị mà mình nghĩ là rất là cần thiết cho tất cả mọi người ở nhà giải trí, gia đình giải trí ở trong phòng. Bây giờ một cái máy chiếu, một cái tivi nó khá là rẻ rồi các bạn, thêm một cái bộ này nữa thì nó trở thành một cái smart tivi cực kỳ tiện lợi rồi. Và đặc biệt là những bạn mà hay trợ giảng, những bạn nào mà hay làm đề tài hoặc là giảng dạy thì đây là một trong những cái thiết bị mà mình nghĩ là nó rất là hay để cho các bạn có thể sử dụng để giảng dạy từ máy vi tính qua hoặc là từ điện thoại qua các bạn đó. Ok, mình xin cái dừng video ở đây và các bạn nào có thêm thắc mắc gì thì có thể inbox hoặc là comment ở dưới video, mình sẽ giải thích hoặc là mình sẽ trình bày thêm để cho các bạn hiểu ha. Và nếu mà các bạn thấy video này có ích thì có thể share, like, sub kênh của mình để mình có thêm những cái động lực làm những cái video mới mà nó tốt hơn và review những cái công nghệ hay cho các bạn ha. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này.